Chào mừng các bạn đến với channel của Vinosol. Hôm nay Vinosol sẽ giới thiệu và review một cái dòng sản phẩm mới cao cấp khá là hiếm gặp trên thị trường Việt Nam, đó là Vino KYCA79. KYCA79 được sản xuất vào đầu năm 2020, là dòng sản phẩm mang nhiều công nghệ mới và hiện đại của KY. Sau đây mời mọi người cùng Vinh khám phá và trải nghiệm xem ở cái dòng CA79 này nó có những cái công nghệ gì mới và âm thanh bàn phím nó có gì đặc biệt không nha. Đầu tiên chúng ta đi đến ngoại hình. Ngoại hình của đàn Vino KYCA79 thì nó vẫn giống như những cái thiết kế model trước, nó vẫn giữ cái nét Vino điện, thuần Vino điện luôn. Khi nó tích hợp một cái giá nhạc rồi linh động, bạn có thể là dễ dàng mình thao tác, mình hạ thấp hoặc là cao cái giá nhạc này lên xuống. Đó, phía sau nó có cái nắp và nó tối giản lại, nó làm thấp xuống để cho phù hợp với cái nhà có cái chiều cao đó, hạn chế thì này nó làm thấp xuống. Ở ngoài phía sau lưng của KYCA79 thì tích hợp một cái dàn lo này các bạn. Ở trên này thì mình thấy là nó có hai góc lo. Rồi mà ở phần bố trí cái góc này là các cái lưới lo này các bạn, nó sẽ có hai cái lưới lo phần này. Cùng với đó là hai cái phần lo bass đặt trong cái thùng lo. KYCA79 vẫn sử dụng nắp trượt bàn phím linh hoạt, giúp tối giản không gian, nhỏ gọn lại đây. Góc bên phải này là nút nguồn và nút volume. Còn ở bên trái này thì tích hợp một màn hình điều khiển màu rất là sinh động, rất là đẹp. Ở cái bộ âm thanh này thì nó đầy đủ hết các bạn, đầy đủ hết tất cả các cái băng tiếng. Khi mình lướt qua một cái thao tác nhẹ thì mình sẽ chuyển qua cái âm thanh. Thì xíu nữa đây Vinh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng kỹ hơn về cái phần điều khiển này nha. KYCA79 sở hữu bàn phím với công nghệ là Grand Q3, là một trong 2-3 bàn phím tốt nhất của KY hiện nay. Ở trên mặt phím thì phím trắng được phủ một cái lớp ngà chống trơn trượt, và ở trên phím đen thì nó có những cái vân gỗ giúp cho khi mình đánh nhanh những cái bài tiết tấu nhanh thì mình sẽ không bị trượt phím. Và cái điểm nổi bật của trên KYCA79 đối với những cái dòng CA mà cao cấp thì mình thấy là cái độ êm bàn phím. Thì để mình test cho mọi người nghe thử về cái độ êm đó nha. Khi mà mình đánh ở những cái bàn phím này, khi mình đánh cái tay mình đánh, khi mình đánh lên thì nó sẽ không có những cái âm thanh giống như là nói chung là một xíu âm thanh nhỏ nào bất thường hoặc là khác cái âm piano ra, thì nó rất là êm tay. Cái này là cái điểm nổi bật của KY. Còn ở những cái dòng như là Roland hoặc là Yamaha thì khi các bạn dù cái bàn phím nó êm hay là nhẹ cỡ nào đi nữa thì khi mình đánh lên nó vẫn có một vài cái âm thanh giống như là nỉ hoặc là búa phím. Còn ở cái KY này thì đặc biệt là nghe êm ru luôn, không có một âm thanh nào khác biệt luôn. Về cái âm thanh, về cái hệ thống loa này thì một cái điểm nổi bật, một cái điểm mình thấy là khá là ấn tượng ở cái dòng âm thanh của cây KYCA79 này, thì KY họ kết hợp với cái nhà sản xuất âm thanh high-end hàng đầu của Nhật Bản, đó là Onkyo, một trong những cái nhà sản xuất âm thanh hàng đầu của Nhật các bạn, thì đặt và làm những cái loa riêng, thì bên công ty này sẽ chịu cái trách nhiệm là sản xuất cái loa riêng. Vì vậy cái âm thanh nó sẽ khác biệt hơn so với những cái dòng trước đó của KY. Và sau đây chúng ta cùng nhau nghe thử âm thanh nó nha, để mình trải nghiệm nghe âm thanh live của mình Vinh thu trực tiếp cho luôn, để các bạn nghe thử nha. Cái tiếng vừa rồi thì nó ấm, các bạn không có thích cái tiếng nó hơi
bạn muốn cái tiếng nó sáng hơn thì mình sẽ điều chỉnh vào tiếng số 2. Thì trên KYC79 cũng giống như ở trên Yamaha hoặc Roland, mỗi hãng nó có mỗi cái những cái âm thanh bureau chuẩn riêng. Nếu như ở trên Yamaha thì có hai cái mẫu âm thanh, đó là Yamaha Grand CFX và Bossenhofer. Thì ở KY có những cái âm thanh Grand nổi tiếng của hãng như là SKEX hoặc là Shigeru vân vân. Nói chung là mỗi cây nó có mỗi màu khác riêng, nhưng mà ở cái điểm mà cải thiện so với cái dòng 79 này, so với những cái dòng trước đó như là 78 hoặc là 98 đó các bạn, thì cái âm bass ở KY họ canh nó đều hơn, cái âm thanh nó chuẩn hơn, nghe nó không có bị lớn quá so với những cái âm vực ở phía trên. Về các cái tính năng mở rộng thì ở trên cái bảng điều khiển này nó có đầy đủ hết các bạn, rất là dễ thao tác mình sử dụng. Ở mặc định khi mà chúng ta mở đàn lên thì nó sẽ có bốn cái tiếng piano chuẩn. Đầu tiên là SKX Concert Grand. Rồi tiếp theo đó là tiếng EX. Đó, mấy cái tiếng là upright này các bạn. Ngoài ra thì cái trong cái bộ âm thanh nó cũng còn nhiều âm thanh giả thanh khác rất là nhiều. Cái này cái phần sâu âm thanh. Đó, cái bộ đó này các bạn thì mình có thể là mình điều chỉnh rất là nhiều luôn. Rất là nhiều, upright rất là nhiều. Grand piano. Nếu chúng ta muốn quay lại cái màn hình điều khiển chính đó, thì chúng ta bấm này. Còn này là cái metronome này. Chúng ta tự điều chỉnh nhịp bao nhiêu, rồi là tempo bao nhiêu đó, nó mình điều chỉnh. Rồi và nó hỗ trợ thêm cái riff, cái rhythm. Cái riff này các bạn, mình có thể mình chọn một cái số beat nhạc. Đó, cũng rất là nhiều. Rồi, phần này là phần thu âm mở rộng. Và một cái điểm đặc biệt của trên dòng KY đó là khi chúng ta thu âm, chúng ta gắn USB trực tiếp vào luôn, nó thì nó sẽ ra cái file MP3 cho mình luôn. Ở phía trên góc bên trái màn hình đó là một cái ký hiệu của Bluetooth, thì ở trên đàn này chúng ta có thể là mình kết nối với Bluetooth audio MIDI và mình điều khiển đàn ở trên cái điện thoại luôn, mình kết nối cái remote đó các bạn. Đây đầy đủ hết MIDI. Cái này là cài đặt headphone 4 tay hai người chơi. Mở lên rất là nhiều các tính năng. Trong này là cái phần cài đặt này các bạn, mình hay sử dụng, mình cài đặt mình muốn nó âm thanh nó và ngôn ngữ đầy đủ hết. Vừa rồi chúng ta cũng đã trải nghiệm qua cây KYC79 từ cái ngoại hình, âm thanh, bàn phím cũng như là các tính năng mở rộng. Cái giá thị trường của KYC79 bán cũ hiện nay trên thị trường nó lên quanh ở mức giá từ 50 cho đến 60 tùy vào cái tình trạng. Cái giá xuất xưởng của nó rất là cao các bạn, cái giá mà khi mà mình khui thùng á nó sẽ lên quanh ở mức giá là 100 triệu. So với cái dòng gần nhất đó là cái dòng xe 78, về cái thiết kế ngoại hình á thì ở cái vẻ bề ngoài ngoại hình thì cái cây 79 này với xe 78 cái dòng hệt nhau, nó không có khác biệt nhau nhiều. Về cái màn hình điều khiển thì ở trên CA78 thì vẫn là màn hình cảm ứng, nhưng mà ở trên 79 này thì cái màn hình, cái giao diện và cái màu sắc á, ở trên 79 này mình thấy, mình sử dụng thấy nó đẹp mắt và nó nhạy bén hơn. Về cái âm thanh thì nó cải thiện nhiều các bạn. Ở cái âm thanh 78 thì mình nghe cái âm thanh nó vẫn chưa có đều, mình chưa có hài lòng về cái âm thanh 78 lắm, nhưng mà ở trên xe 79 này thì nó đã làm mình thỏa mãn cái âm thanh đó rồi. Về cái bàn phím thì khác với cái 78, ở cái 78 thì Grand Fuel 2, còn ở trên 79 này là Grand Fuel 3 thì chắc chắn nó cải thiện. Cái điều đó thì chắc là mình không có cần nói qua nhiều. Còn ở các tính năng hiện đại thì hai cây đều như nhau. Cái mức giá ở giá cũ hiện nay nó chênh lệch nhau tầm mười mấy đến 20 triệu đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.